Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng phục vụ cả nhà máy lọc không khí Daikin MCK70, dòng Daikin đồng hồ vuông huyền thoại của hãng Daikin. Con này công suất khủng các bác nhé, 75W, dùng cho phòng khoảng 50-55m2. Về hình thức thì còn khá là đẹp, các bác nhìn trên clip vỏ nguyên bản còn đẹp, khá là mới, bóng đẹp. Quay chi tiết các bác xem. Nói chung là hình thức đối với một con vỏ nguyên còn khá là đẹp đấy. Con này là MCK70 2013, 75W. Này, các bác dùng phòng khoảng 50-55m2 nhé. Nói chung là tính năng thì cũng như các con khác thôi, eco, hẹn giờ, bù ẩm, ion, các chế độ bù ẩm khác nhau, các tốc độ lọc không khí khác nhau. Máy đã được đấu điện 220V, điện lưới 220V cắm trực tiếp, công nghệ eco, kính gió chỉnh cơ, Daikin thì chỉnh cơ, công nghệ timer diệt khuẩn độc quyền của Daikin. Con em để mã số 3, đồng hồ báo phần trăm độ ẩm, hôm nay độ ẩm 61%, bên báo bụi, bên báo mùi. Các bác tháo ra, các bác bấm em vào cái chốt này nhé, bấm một bên lôi ra này, đây. Đây. Bấm lôi một bên này, tháo ra nó sẽ tắt. Con này sở hữu công nghệ màng lọc kép, hai con lọc tĩnh điện hai bên. Đây. Tất cả bụi đều phải qua hai màng lọc tĩnh điện này, được đốt tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc ở hai cái cột này. Sau đó thì mới đi vào màng HEPA. Vào màng HEPA thì bọn này rất cẩn thận, lại thêm một lưới thô nữa các bác nhé. Đây, thêm một lưới thô, cầm nó kéo lại. Con này màng đi theo máy nó vẫn còn đẹp, em vẫn để lại. Màng này là màng than, khử mùi. Đấy, một con máy nói chung là đấy, một cái máy lọc không khí thì về phần màng cơ bản, các cái màng bụi thì nó là như vậy. Chỉ riêng cái mẫu Daikin này thì có hai cột lọc tĩnh điện này và màng HEPA cùng kết hợp. Thanh timer diệt khuẩn, khử mùi, nấm mốc. Cái màng này khi các bác có nhu cầu mua thì em bán là 300 một chiếc nhé. Màng mới 300. Khi lắp vào thì các bác cài trên này trước nha. Cài trên vào trước nhé. Giờ sau đó đặt đây, đẩy nhẹ hai bên là nó vào chốt thôi. Nhà ta làm rất là ngon lành. Đây nó bật nguồn này, chờ tí nó bật nguồn. Đây. Bên dưới này là khu vực bình nước bù ạ. Những cái ngày hanh khô độ ẩm thấp dưới 50% thì mình cho nước vào nó bù. Còn độ ẩm cao thì nó sẽ không bù đâu ạ. Đây là khay nước, bánh xe, hướng nước tạo ẩm, màng tạo ẩm. Cái màng này có bán hết nhé, 150 một chiếc ạ, tất cả đều có bán hết. Chung là những cái đồ này nó rất là sẵn hơn các cái đồ mới của Việt Nam mình nhiều, không thiếu gì đồ cả. Hàng bãi Nhật, tuổi thọ bền có thể đến 50 năm ạ, chắc chẳng bao giờ hỏng. Hỏng thì đồ rất là sẵn, chả thiếu gì đồ các bác ạ. Con Daikin MCK70 phải nói là Daikin nó hầm hố, máy rất là to khủng, chiều ngang này phải 40, chiều dày này phải rơi tầm khoảng gần 30-25. Con này khủng lắm ạ, chạy tít lử luôn, lọc phòng khách phòng ngủ ok hết. Giá bán là 4,2 triệu chi phí vận chuyển. Các nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.